Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay hai anh em mình ở trên đất liền cả nhà. Cả nhà. Đi quần cua cả nhà ơi. Hôm nay hai anh em trở lại đi bắt cua nè cả nhà. Rồi, lát hồi trong quá trình mà hai anh em mình bắt cua sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem thấy dấu cua bò hay cua rồi. Quay lại cận cảnh cho cả nhà xem nha. Giờ mời cả nhà đồng hành cùng hai anh em mình để trải nghiệm một ngày rồi. Lợi ruộng đi bắt cua, trên đây ta gọi là ruộng nha cả nhà. Đấy, lát hồi mình xuống cái xẻo lá này nè, mình quằn dài vô trống kiếm cua. Giờ anh em mình chuẩn bị xuất phát. Rồi, bắt đầu xuất phát cả nhà ơi. Anh em mang dài, mang đồ được xong hết rồi. Giờ bắt đầu đi xuất phát kiếm cua thôi. Mong rằng hôm nay bắt có cua để quay cho cả nhà xem nha. Chiến đấu à? Này chiến đấu, này là chiến đấu. Đây cả nhà ơi, anh Quần nãy giờ anh đã mới gặp hang cua nè cả nhà. Đi cầm đi. Đâu? Nào là cái gì? Nào là mình không ở. Đó hả? Này. Hàng này cả nhà. Đó. Hàng cua đó. Thấy không? Ừ. Cả nhà. Khởi động. Dạng sự khởi động nén. Nên lên đây là chối luôn. Nghe. Lắm. Vô. Cua này đào còn nửa ký, đào dữ lắm. Cua đào bự mà. Nằm kín quá hả? Nát tan. Cua đào bự mà nằm kín quá. Nhai đúng vừa ở bển. Nghe bụp 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 bụp. Ô, màu này màu tím rồi. Tím. Màu tím tình yêu. Ô, cua đào thấy nóng lạnh. Trong đây cua đào ghê luôn cả nha. Mà mình còn chưa có được. Sáng mới xuống là có cua đào rồi. Từ từ. Từ sẽ được. Hôm nay mình trói gì? Mua cuồng dây tím. Tím mộng mơ. Dưới rừng còn cuồng dây vàng chứ. Cục này mệt lắm. Ừ. Nó có dán rồi mới luồn bển luồn qua. Này chứ đi đại dạch hả, thấy dấu bò mới. Dấu bò bò xong mới nha. Mở hàng em cua nè. Đây, mong rằng đầu xua đuôi lọt ngang. Rồi, anh em nghỉ mệt chút xíu đi, nãy giờ anh em mình đi quần cái nửa tiếng hồ mới được con cua. Rồi, chia ra nhau đi cái gì? Cua bò hả? À. Thấy không? Ồ. Bò đường đường. Ồ, cua bò cả nhà ơi. À, à. Đó. Đó. Cái nằm đâu nhất đấy. Bò đi ăn mé. Thôi quần đi. Đậu này hay nhìn nó buồn. Rồi tôi quần đó đi, có gì ô hú em. Đi qua đây. Hồi sau thời gian mà hai anh em mình bắt con cua đó sọc tới tới giờ luôn cả nhà. Ủa, cái cua bò mới nằm đi đã đời luôn. Chưa thấy con nào nữa cả nhà. Ôi, nay mình giờ nghỉ mệt, lát họ đi cái đường này nè. Đi qua bên kia dạch. Qua dạch chấn tượng cả nhà. Không có nữa là này lóc nữa đó. Rồi, bắt đầu xuất phát tiếp. Đi quần trong vô vọng cái nhà ấy. Ráng kiếm chứ. Nhờ ra tới xe
chiếc có hai lóc à. Nó chui nhủ nhủ nhưng khi có con cua hay sao? Hả? Bò hả? À, mới xuống thấy cua bò. Bắt được con cua nữa mới ngon. Cái tin luôn cả nhà. À, anh la cua yeah. Bò mới to luôn nè. Hơn hơn là anh la. Thấy nó dùi đây cả nhà. Giấu cua bò. Đó. Mọc ra đây. Quằn đi. Cái bò đây quá trời luôn. Móc đâu? Rồi móc đi. Đây. Hốt cua này cái đây. Hốt cái sung sung nè. Vô đây hả? Dạ. Gì? Vò ghê. Vò ghê không? Vò lượm được ảnh nữa mới ghê chứ. Nhông bên đây coi. Có bò tổng không? Có, bò đang lượn lượn đấy. Gì vậy? Gì? Ờ, nó bò kìa. Ui. Đây, bò. Nè. Giữ đây không? Giữ đây không? Bỏ đây giữ rồi. Rồi, mình tắt máy đi. Chút có mình quay cho cả nhà xem. Đây, hai anh em quặng con cua tắm chưa được cả nhà. Mệt quá mệt ha. Cua lên trên kia nằm luôn rồi, biết nằm trên đó luôn. Không được. Chỗ này anh gặp hang cua ở góc nữa. Không biết có con cua không. Chỉnh chờn. Kì vậy. Đây xui rồi. Không được may mắn. Đúng rồi. Dạ. Ngon ghê luôn. Anh em quằn ở trên đó quằn xuống tới dạch luôn. Cua bò ghê chứ. Mà cua nằm trên đó rồi. Cái thu giống dâu lắm họ. Họ dạch không được lấy gì mà. Có đu lên nhỉ. Không. Ồ da. Này ăn này không cua nè. Cua này da cả nhà ơi. Ơi. Đưa em cái mình về. Mấy cua là mệt mấy cua. Gần hai con cua bò. Cua nằm chơi chơi không nổi. Đứng ngó. Trong mịt đó cả nhà. Nên gần không nổi. Giờ hai anh em nghỉ mệt tiếp. Nay là thấy tương lai rạng ngời vậy đó. Đúng con rồi. Con dột. Được có con cua mà cả như bà ti còn quần tiếp mà lo gì. Bắt cua không có quả quá. Cái hàng cá lồi có dấu hốt luôn. Nó bự. Một cá lồi bự. Còn nào không nào. Em này anh đang đứng xuống ta. Đứng xuống sâu hả? Hả? Anh đứng là sâu. Thử anh Phúc coi. Sao? Cua không được cá con sông. Không tại. Tháo dài á. Thúc. Thúc. Đụng anh cá. Không. Thủ gì? Móc rồi.
lúc tráng cá lội bắt mốc luôn. Cái móc còn đang chọc thua này vậy. Này là thua luôn, cá cua gì cũng thua. Này không có con gì mà mình dễ lắm á. Thôi hai cho nó đi. Đi đi rồi lại gặp cái hang ở trong góc nữa mà không biết sao đây. Bắt giết vợ hai anh em tự tin. Đúng không? Có cướp đâu không? Đúng rồi. Hey, có không đó? Đúng cua nè. Đó, có lý, có lý. Móc cục đất đây. Bự không? Không biết quá. Lý là móc cục đất bự không? Trọng trọng. À, anh Tư móc quá hả? Hai em móc. Móc đi. Nè. Còn em luôn. Nữa không? Ôi, đây lại. Nữa đi. Rồi chắc cố. Nào. Em ném của chạy ra không đi. Rồi trong gốc đó, nó lạng lạng nó làm tầm 7 tầm 3. Nữa không? Thôi đi. Rồi làm em này nữa cái coi. Hình phấn rồi lên. Về bên kia còn dạch châu dán rồi nữa. Động lực để dạch châu dán chứ không có giặt nổ luôn. Không có là anh em sủi cò. Mất vô mất quẹt. Đúng. Ngon hơn. Lên hả? Lên. Hên chứ chưa lên. Lên. Đây này có mũi rồi. Quên đi. Chừng nào mai cũng dừng. Chừng nào cũng dừng á. Ừ. Lấy chai xịt mũi của chú. Chú thật hôm nay chưa sử dụng. Im lìm chờ đợi cả nhà ơi. Lấy con cua nữa ký khỏe. Thì không có cua cái thấy con cua là mừng. Ngủ gốc cây. Ngủ gốc cây. Gốc bằng, ghê gốc bằng hả? Ừ. Rất cua dở nè. Hôm nay lục nè. Lâu quá rồi, mất cua. Lục. Yếu rồi. Hên hên, lên cạn cần. Nó nói trên cua này nó ăn công mà có cái này nó cũng còn dở nha mà đó ăn công lách và phà lách con cua ngủ gục luôn cả nhà. Lên chưa, lên chưa, lên đi. Mình hốt con này chứ để nhu nhu tầm bậy mà mắc cô luôn. Nó ém dồi đó mà nó giờ lách chắc mình chành. Lên đi trời. Lên em mệt một tím, tím đầu rồi. Bầm bầm. Nó lên vậy mà còn kẹt nó thôi. Tới nắng. Tới nắng thiệt.
tiếng kẹt anh nhầm đâu. Chụp quốc tài không giờ. Rồi. Rồi. Cái này. Ủa. Làm nó miếng cua lắm đâu. Ủa cua nửa ký. Chụp ba. Bắn cua hồi hộ cua. Cua này hỏi hồi nãy bắn cua dí không? Hỏi hồi chín. Mười. Chín hồi mười. Mười. Hồi chín mười bắn cua dí ngon quá nha. Mười. Dí hiện tại. Giá là tôi phải mua bắn cua vậy. Nằm cua đó. Xả. Em cua. Bắn giỏ. Nè. Đó đi. Cua mà thấy lách rồi. Lâu quá trời. Lâu già không đỡ. Ở đêm lâu không chịu già chứ. Mùa này sắp sửa tới cua ảnh rồi đó. Một cua nhèm. Ừ. Sổ. Mùa này sổ có ao á. Bắt thả ao đã lắm. Mấy cua này chắc lắm, chắc luôn. Ngặt cua răng me. Ngặt cho cái mô cứ ngắt luôn. Răng me. Xong, xong người xả nước cho nó. Xả nước đi. Xả nước đi, đi nước lớn. Đây, hai anh em mình vô bụi vấn tượng. Cái lãng này là lãng vấn tượng cả nhà. Anh dạch ra anh thấy cua nè. Đây. Ồ, vô bò quá trời ha. Trời ui ui rồi đấy. Đây. Mà ăn cua cả nhà. Vô bấm nè. Là cua nửa ký. Cua nghèm nữa quá. Dĩa. Yeah. Hơn chứ đâu phải xui đâu. Xui là không có con nào có xui hết. Từ từ nó sẽ có ngày trúng thôi. Chưa biết ngày nào. Đọc trước chúng gia viên này làm hơn xui nữa đó bụi. Nhằm mưa trời mưa. Đúng rồi đấy. Má còn eo uột tí. Kẹp luôn hả vậy? Bỏ cua chạy lấy người không chừng. Có không? Có bỏ cua chạy lấy người không? Không đâu. Trời ơi. Rồi. Đúng rồi đó. Kẹp luôn. Cua điều không về ta. Ba con thì trắng. Bấm dữ lắm. Nhớ không? Chuyển nhanh ghê. Nó thu sao chót. Rồi nó thu rồi cả nhà. Hên là ở đây ngồi ánh sáng. Gặp trong lá là hôi luôn. Nó thu luôn rồi. Ở trong lá đó. Chết. Khách hả? Nó làm cái đùng. Mới đi á.
ngon thịt. Rồi. Gì? Lại một lần nữa. Kẹp nữa hả? Lần này chắc không có nhả. Rồi thế à? Có đâu? Chưa. Con mà. À. Ôi, dần lòm luôn, nửa ký lô dần lòm luôn. Nó về kho ớt. Lâu quá cũng chưa ăn cua hả? Cua kho hả? Kho ớt, cơm. Ở trời nó chút miếng hộp cũng gì nấy. Mưa giờ nè. Ôi, mấy cua này kho đã. Cua này nó quắp cũng đã. Mấy ngày kịch thôi. Phải nghe tiếng nấu thịt luôn ha. Hồi hồi mũi nó cắn cái mặt còn máu không quá trời ơi, sằng sượng cái mặt luôn. Cứ nói đi đừng lấy chai thuốc mà lấy sáng nay lấy chai thuốc bỏ vô bao sẵn khỏi quên. Vậy chứ rừng nó rỡ hơn này. Ừ, đây ủ rồi. Đây cái nhà xong con cua nữa nè. Đi chọc lên đây nè. Móc vào đây. Rồi hai anh em mình đi tành tàn da luôn cả nhà ơi. Trời chuyển mưa quá trời luôn kìa. Đó, tôi thui luôn rồi. Rồi cả nhà ơi, anh em mình ra cả nhà. Đây là cái thành quả trời mưa. Bao rồi cả nhà. Này là bao dài. Thành quả trời mưa luôn. Đây. Đây một ngày hai anh em đi bắt cua nè. Ờ, cả nhà thấy đầu năm rồi tháng bằng đá. Trên là da sớm á, hơi mất mưa rồi cả nhà ơi. Đang mưa đây. Thành quả được 3 con cua với con dợp. Đó, rồi thôi chờ cũng đang mưa anh em mình về cả nhà ơi. Để máy hư. Máy mình thì bị nứt cái màn hình trên nè, nên bây giờ đi trời mưa cũng không có được cả nhà. Rồi. Clip của anh em mình cũng xin tạm dừng ở đây. Cả nhà xem thấy yêu mến anh em, cả nhà cho việc like, đăng ký để anh em mình có động lực cho nhiều video hơn nữa cho cả nhà xem nha. Chà, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Tranh thủ về. Mưa quá mưa rồi.